đồng ý về Đồng Nai sinh sống cùng với anh không? Ba mẹ anh đã mua cho anh một mảnh đất nhỏ, một ngôi nhà nhỏ trên đấy, hiện tại anh đang sống được. Nhưng mà nếu mà về sau lập gia đình á, thì ngôi nhà đó sẽ phải đập đi và xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn. Đừng có dạy, Đồng Nai chuẩn bị đất tăng rần rần luôn á. Không chịu, tôi bấm nút rồi tôi nghỉ. Tôi khoái này lắm á, ở dưới tôi còn mấy con em nữa kìa. Mời nhà trai. Ai, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình nào. Có lẽ em xin nhường nhà gái giới thiệu trước. À, hay quá. Lady First. Mời nhà gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Hiện tại là em đang là chuyên viên marketing và đang sống và làm việc tại quận 7. Tên nghe rất là lãng mạn luôn ha. Mời em. Em xin chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể khán giả trong trường quay. Em tên là Trần Tuấn Cương, quê ở Nam Định, sinh ra ở Lạng Sơn, học đại học ở Thái Nguyên và hiện đang sinh sống làm việc tại Đồng Nai. Nhiều nơi quá ha, nghe cái tên là thấy mệt rồi đó. Không có nhường ai chân á. Dạ đúng rồi. Bên kia lãng mạn, bên đây cứng ngắc. Không, nhưng cũng không cứng ngắc lắm đâu, cũng có lúc mềm nữa. Lúc rồi, mà em làm công việc là bác sĩ hả? Dạ em nói ngắn gọn là bác sĩ, nói rông dài ra là nhân viên tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Dạ. Chuyên môn chính là gì? Dạ chuyên môn chính là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. À khoa ngoại, tức là luôn chăm sóc em bé đó ha. Dạ đúng. Liên quan tới em bé là lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hết đó nha. Dễ thương lắm á. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn đi em trai. Về khuyết điểm thì có lẽ là nhiều hơn ưu điểm. Khuyết điểm của em, khuyết điểm lớn nhất là em hay quên. Bác sĩ mà quên. Ừ. Đâu, hay quên mấy thứ lặt vặt thôi. À chứ đừng quên nha. Bác sĩ mẫu quên cái kéo là mệt lắm. Cái đấy thì em chưa gặp, chưa xảy ra đối với em bao giờ. Em là hay quên như thế này. Ví dụ như là buổi sáng em hay dậy sớm, em nấu đồ ăn đem đi. Nhưng mà nấu rất là ngon, rất là thơm. Cuối cùng đến trưa mới phát hiện ra là mình quên không đem đi, thế là lại phải chạy về lấy. Ví dụ như vậy. Vậy là nặng rồi đó nha. Này quên cũng cỡ tôi chứ không phải vừa đâu. Khuyết điểm nữa là em không biết cua gái. Này là ưu điểm đó chứ. Đến nỗi mà bản thân của em còn phải bảo với bố em là bác ơi bác phải dạy anh Cương cách tán gái đi. Em có mấy mối tình rồi? Em có 3 mối tình chính thức là gặp mặt và một mối tình online thời còn sinh viên năm nhất. Mối tình vừa kết thúc cách đây 2 tháng. Chưa biết cua ai đó. Thôi đó ra cho bà mới biết. Tình hình bên nhà gái ưu điểm khuyết điểm sao nè? Về ưu điểm thì em là một người rất là nhanh nhẹn hoạt bát, học mọi cái đều rất là nhanh. Nói chung là cũng vui vẻ hoạt động. Về khuyết điểm thì em rất là mù đường. Dù em đã đi con đường đó rất nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn không có thể xác định được phương hướng. Với lại là một khuyết điểm khác nữa là em cũng không có đảm đang lắm trong cái vấn đề nội trợ bếp núc. Chị thấy bên kia là nội trợ bếp núc là giỏi đó. Hồi nãy tự khen là mình nấu ăn ngon đó. Chỉ có điều là mai mốt nấu xong thì em chỉ cần nhắc nhở là anh ơi đem đồ ăn đi làm là được rồi. Em mới học xong, em vào đây làm á, thì một là khoảng cách, hai là cái môi trường mới, cái cuộc sống mới. Thứ nữa là lúc đấy bà nội em vừa mới mất, cho nên là cái tâm lý của em không ổn định. Không ổn định. Đấy là chưa biết nhường nhịn, chưa biết nhẫn nhịn. Rồi, còn gì nữa? Em chỉ thấy cái khuyết điểm lớn nhất của em đấy là đặt cái tôi của mình cao quá và chưa biết nhẫn nhịn. Đặt tôi mình cao quá. Rồi, đường tình duyên bảnh mấy mối tình? Chính thức thì chỉ có một mối tình, thì mối tình đó khá là lâu, từ hồi cấp 3. Được rồi. Tôi chịu chàng trai này nè nha. Bởi vì chàng trai này là cái người là biết nhìn nhận về cái thiếu sót của mình. Đúng rồi, nhìn nhận cho em học thôi. Chào chàng trai không biết cô gái. Chị nghĩ chắc là do em thụ động trong cái chuyện tình cảm đúng không? Có lẽ là vậy. Rồi giờ là mình đã sẵn sàng cho một cái tình yêu mới chưa? Em đã chín chắn chưa? Tình yêu mới chín chắn, em tự tin về điều đó. Tự tin là mình chín chắn rồi đúng không? Dạ. Vậy hình mẫu của mình sao mình nói luôn nè. Ngoại hình thì em không có quan trọng, em bác sĩ mà em điều chỉnh được. Ví dụ cân nặng thì có thiếu quá thì em chăm sóc cho mập lên. Còn mập quá thì em lôi đi tập thể dục cho ốm bớt đi. Thậm chí trạng thái tâm lý bác sĩ cũng điều chỉnh được chứ bộ. Dạ đúng rồi. Đâu có gì lo đâu. Có một nhu cầu, nhu cầu gì? Là chân thành và không giả dối. Rồi, để tôi qua tôi hỏi cho nhà gái coi có chân thành không. Không lẽ đi lên chương trình nói không, tôi giả dối lắm. Chào cô gái xinh đẹp. Con chào chú. Nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện bên kia mình có cảm giác có một cái gì đó hợp với mình hay không? Con cảm thấy là bà bên cạnh cũng khá là thật thà, với lại là công việc thì cũng ổn định. Đúng rồi, thật thà nó mới khai rõ ràng vậy ha. Bây giờ cái mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình là người như thế nào? Con muốn bạn trai của con cao hơn con để có cảm giác là được che chở ấy ạ. Con muốn người bạn trai của con có vẻ ngoài nam tính. Có nghĩa là nam thì con chia ra làm hai loại, là một người là dễ thương. Thương với loại nam tính thì con thích nam, bạn nào của con nhìn nam tính rắn rỏi. Người ta hay nói là trai bụi bụi chút á ha. Dạ vâng. Thầy ảnh đang ngồi như này cái anh nghe con muốn nhìn đàn ông nam tính cơ mà. Ông làm gì? Mình không thích đàn ông ở cái đức tính gì?
con không thích đàn ông ở cái đức tính là kiểu nói mà không làm. Bác sĩ nói là làm đó, bác sĩ nói chữa bệnh là chữa bệnh. Đúng rồi. Bây giờ tiêu chí nhà gái đưa ra, mình cảm giác mình có khoảng bao nhiêu phần trăm đáp ứng được? 100%. 100% luôn. Trời ơi, quá trời tự tin rồi. Thấy bác sĩ của tôi chưa? Nhà gái đi với ai? Đi với ai cơ? Dạ con đi với những người bạn thân của con. À, dạ xin chào bên nhà trai, chào anh và chào chú Quỳnh Ly cùng với lại chị. Nhà trai của mình thì em thấy thứ nhất là về cái công việc thì nó giống như Sương á, thì là một công việc cũng ổn định và em đánh giá rất là cao về cái công việc bác sĩ, tại vì đặc biệt là trong thời gian mà dịch giả như vậy thì cũng rất là vất vả nhiều. Cái thứ hai là về tính cách thì em thấy là bạn là một người rất là chân thật, có sao thì mình nói đúng như vậy. Về về đặc điểm về ngoại hình mà Sương có muốn một bạn là phong trần, một bạn hơi bụi bụi thì ở đây mình thấy là tương đối ổn. Về phía của Sương thì cũng rất là mong muốn là Sương có thể tìm được một bạn nam có thể đồng hành với Sương trong khoảng thời gian em nghĩ là có thể càng dài càng tốt sắp tới. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời. Cương đi với ai Cương? Dạ em đi với bố mẹ của em ạ. À vậy à. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà Mối Ngọc Lan. Xin chào cháu gái. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Minh Cường, là cha của Tuấn Cương. Bên cạnh tôi là thủ trưởng của tôi. Đặc biệt là hôm nay tôi được diện kiến với lại ông Mai Quyền Linh, là một người tôi rất khâm phục. Quyền Linh là một người có nghị lực vươn lên vậy đó, nhưng mà với những cái việc làm nữa của Quyền Linh làm cho tôi khâm phục hơn. Ngày tháng dịch bệnh diễn ra rất ác liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ thì Quyền Linh ngày ngày làm công tác thiện nguyện, hình ảnh đó trong tôi. Cảm ơn chú. Bà Mối Ngọc Lan thì là một người đàn ông, tôi cũng chỉ nói lên suy nghĩ của nhiều người đàn ông khác, đó là đẹp lắm, dịu dàng lắm. Với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tôi rất ấn tượng, cho nên là tôi đã nghĩ ra đôi dòng tôi muốn đọc lên. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mang niềm vui đến tới cho nhiều người. Ông Mai bà Mối tuyệt vời, xe duyên tác hợp nhiều đôi nên tình. Hóm hình tế nhị Quyền Linh, xinh đẹp tận tình. Đã có Ngọc Lan, vun hạnh phúc rất thành tâm. Nhiều đôi bấm nút gieo mầm tình yêu. Bạn nữ, cháu gái và con trai tôi thì tôi chỉ có những lời tâm sự thế này. Khi các con đã muốn được tham gia chương trình đến đây thì các con hãy cho nhau cơ hội, cố gắng là chia sẻ với nhau nhiều hơn, để từ đó hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, các con sẽ yêu thương nhau hơn. Sống cùng với mẹ 30 năm trời, cha hiểu hơn về mẹ. Và xin phép tôi được đọc tại đây một bài thơ mà tôi đã viết tặng mẹ của con trai tôi. Trời ơi. Nhân ngày mùng 8 tháng 3 tặng vợ yêu, nhân ngày mùng 8 tháng 3 là vợ em chu đáo từng ly từng tí, lo hàng ngày so vừa bí bữa ăn. Là vợ em chỉnh chu tỉ mỉ quần áo anh, không để tí nếp nhăn. Là vợ em sửa túi nâng khăn, anh rượu say không cằn nhằn than thở. Là vợ em thủ thủy đêm nằm, nhẹ nhàng đằm thắm ân cần đam mê. Em là mẹ, người mẹ hiền tận tụy, thức thâu đêm khi con ốm con đau. Em là mẹ, người mẹ hiền chu đáo, em là tất cả với tôi. Em cho tôi cả một đời được yêu, được nhớ, được thương, được chiều, được sống ý nghĩa, được yêu trọn tình. Xin hết ạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều những tình cảm chú dành cho tụi con và đặc biệt là chương trình nha. Dạ. Chúc cô chú mạnh khỏe. Chúng ta mở rào nào. Bắt đầu đó Cương, chuẩn bị nha. Em có hai món quà. Thứ nhất là bó hoa sáp. Dạ. Đó. Món quà thứ hai, chiếc bút. Đối với anh, môi trường làm việc của anh á, chiếc bút nó rất là quan trọng. Và có thể đối với cuộc sống thường ngày, nó cũng là chiếc bút để ghi lại những khoảnh khắc, những tâm tư hàng ngày của em. Và giải duy băng này, nó có nghĩa là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu thủy chung. Nếu như em bấm nút, sẽ có một câu chuyện sau đấy chờ em. Em cảm ơn. Không biết là nhìn thấy anh em có cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ ngoài ưa nhìn, nhìn cũng chững chạc. Anh thì là bác sĩ. Trước kia anh cũng có được thừa hưởng cái khả năng làm thơ của bố anh. Nãy em quên không đọc tặng chương trình.
có vài câu thơ gửi tặng em. Đó là: đôi nút bấm thời gian đếm ngược, một trái tim duyên nối tức thời, khẩn trương đồng ý em ơi, hai tay nắm chặt mình rời trường quay. Ủa hai đứa giờ có cần tìm hiểu không hay bấm nút rồi đi về luôn? Luôn là chắc là bấm nút chỉ là thủ tục ấy. Trời ơi trời. Anh chia sẻ một vài điều với em như thế này. Môi trường làm việc của anh là môi trường rất là bận bịu, rất nguy hiểm. Trước kia anh với bạn anh, một người bạn mà anh hay đối thơ, bạn ấy thì sau đấy đã gặp tai nạn điện giật và tử vong. Điều đó anh không có ai anh đối thơ nữa. Thì cái tài năng nó cũng lụi tàn dần, nhưng mà cũng may là cũng vớt vát được chút xíu để tặng em mấy câu thơ đó. Có làm hai câu thơ như thế này. Đấy là nói vui thôi. Nhất tâm đừng lấy chồng bác sĩ, buồn lắm ai ơi, tủi lắm thay. Tức là như thế nào? Có thể những ngày lễ, những ngày đáng lẽ mà được nghỉ như là thứ bảy chủ nhật, có thể được đi chơi với nhau, nhưng lúc đấy anh lại có thể anh vướng trực. Nếu như em bấm nút thì dù có bận đến mấy, anh cũng sẽ sắp xếp được thời gian cho em. Nếu không được cả ngày thì cũng được một vài tiếng. Thậm chí nếu như em chỉ có rảnh buổi tối, anh cũng có thể là anh đến buổi tối rồi anh có thể tìm nhà nghỉ anh ngủ lại, xong xong anh về làm việc. Đó là chuyện bình thường. Đó, dạ. Sao em gái cảm nhận sao? Em muốn hỏi một xíu là tại vì em là một người kiểu hay thích trò chuyện ấy, nên là với lại là cái tình cảm của em nó sẽ được xây dựng dựa trên cái việc hiểu nhau, dựa qua cái việc trò chuyện. Thì công việc của em cũng khá là bận rộn ấy, thì em không biết là em có thời gian cho cái việc đó hay không. Em thường rảnh vào lúc nào? Em thì sau khi đi làm về buổi tối. Tối rảnh vào khoảng mấy giờ? Sau 8 giờ. Được, anh sẽ ngày nghỉ em có rảnh không? Thứ bảy chủ nhật. Dạ có, em được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà không vướng trực thì anh cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì anh sẽ sắp xếp ít nhất là một ngày trong tuần để anh có thể xuống được với em. Không biết là quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em ý, thì đối với em là người yêu, người bạn. Em mong muốn là có một người mà kiểu hai người sẽ đồng hành với nhau. Ví dụ như trong công việc thì sẽ cùng nhau động viên nhau để phấn đấu vươn lên, hoặc là cùng nhau chia sẻ những cái chuyến đi chơi, em thích đi chơi. Hoặc là nếu như mà bình yên thì có thể là cùng nhau ngồi đọc sách. Thì đó là một cái đối với em, người yêu và là người bạn là hai cái người đồng hành để cái mối quan hệ nó vững chắc. Em có thích được chụp hình không? Anh thích chụp hình lắm. Dạ có, em thích chụp hình. Anh có mua máy ảnh để chụp? Dạ, em chụp. Nếu mà đẹp có gì đi chơi với nhau thì anh lại được tác nghiệp rồi. Chị cũng thích được chụp hình lắm đó. Nên mốt hai đứa đi chơi rủ chị đi. Dạ được, nếu mà chị rảnh. Ừ, bạn gái em không thích chụp hình nhưng thì mà chụp chị. Mà tự nhiên không gian riêng của hai đứa. Ờ, chị quên. Thôi quên. Ta đang đi chơi riêng nhà vô chụp hình chung để tôi chụp cho. Rồi bây giờ hai đứa nói về vấn đề lập nghiệp đi. Nhà trai nói trước. Không biết là em có đồng ý về Đồng Nai sinh sống cùng với anh không? Ba mẹ anh đã mua cho anh một mảnh đất nhỏ, một ngôi nhà nhỏ trên đấy, hiện tại anh đang sống được. Nhưng mà nếu mà về sau lập gia đình á, thì ngôi nhà đó sẽ phải đập đi và xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn. Em thì em vẫn, hiện tại thì em vẫn thích Sài Gòn. Tại vì Sài Gòn vui, với lại là bạn bè này nọ trên Sài Gòn hết. Với lại là cơ hội nghề nghiệp của ở trên Sài Gòn cũng nhiều hơn. Trời ơi, nhà gái ơi, Đồng Nai ta có sân bay quốc tế. Đồng Nai cũng vui mà. Vui lắm luôn mà, cây cầu bắc sông là qua Đồng Nai cũng có xa gì mấy. Em cứ đi với anh, khá vui. Em là em thích các địa điểm thiên nhiên. Em đang có dự định đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Nhưng mà thời gian bận quá chưa có được. Gì vậy sao? Em đi Nam Cát Tiên rồi. Rồi vậy mày muốn làm hướng dẫn viên cho bạn luôn. Đi rồi thì dẫn con đi chứ làm gì mà nghe Nam Cát Tiên. Thôi, ý là em thấy Nam Cát Tiên rất là đẹp, em rất là thích cái chỗ đó. Đừng có dạy. Đồng Nai chuẩn bị đất tăng dần dần luôn á. Không chịu, tôi bấm nút rồi tôi nghỉ. Tôi khoái này lắm á. Ở dưới tôi còn mấy con em đó kìa. Đó. Tới luôn Cương đây nè. Cương bước tới nắm tay Sương. Đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, Cương nói gì đi. Nếu như em có bấm nút thì anh sẽ dành tất cả thời gian của mình, công sức của mình và tất cả sự quan tâm anh tích lũy được trong suốt những cái năm tháng anh học, năm tháng làm, để anh cho em được một tình yêu đẹp nhất. Hai đứa nắm tay thấy sao, cảm giác sao? Có tê tê rồi có gì không? Đối với bác sĩ thì em thấy là ấm, chưa có thiếu máu đâu. Mạch đập lên nhiều rồi. Mạch thì phải bắt mạch mới biết được. Nhưng đâu, bác thử coi là mạch có đang loạn không? Mạch loạn nhiều khi là bệnh ấy chị ơi, không được đâu. Ngày là mạch vẫn tốt ạ. Có hơi nhanh một chút. Cảm xúc em gái thấy sao? Em cũng hơi run một xíu. Có thấy rất thích gì không? Có một tí. Có tí là được rồi. Được rồi đó. Cũng chỉ cần một tí ban đầu thế là tốt rồi. À vậy hả? Nào, em gái có bấm hay không? Có không? Bấm. Em bấm. Chúc mừng hai đứa.
một chàng bác sĩ rất là có duyên nha. Cực kỳ có duyên, cực kỳ hài hước luôn. À, nói với bố mẹ gì đi. Bố mẹ yên tâm, con sẽ dành hết tình cảm yêu thương cho bạn. Em cứ yên tâm, đây có bố mẹ anh không nói dối được. Đó, hay. Câu này hay. Bây giờ ba mẹ của Sương đang theo dõi chương trình này, Hương nói gì với ba mẹ của Sương nữa đi. Con chào hai bác. Con hôm nay đã may mắn được bạn Sương bấm nút. Con xin hứa với hai bác là sẽ cố gắng quan tâm và chăm sóc bạn Sương thật nhiều bằng tất cả tấm lòng của con. Tuyệt vời, thấy chưa Sương? Em nói một cái gì đó với ba mẹ của bạn trai. Dạ, con chào cô chú. Con rất là thích cái truyền thống của gia đình mình ý. Với lại là lúc mà con nhìn vào chú với cái cách mà chú miêu tả về vợ mình ý, thì con có một niềm tin hơn về bạn. Con nghĩ là bạn cũng sẽ yêu thương vợ, với lại là ghi nhận những cái mà vợ mình kiểu hy sinh cho gia đình. Nên là con cũng rất là kiểu thích cho gia đình mình. Điểm của em thì là thân thiện, hòa đồng, với lại thiên về tình cảm gia đình. Ưu điểm của em là nhậu thì cũng ít. Rồi thứ hai đó là không hút thuốc. Nhược điểm của em thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mày làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó phải khoảng một thời gian rồi. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không chưa chị. Đập luôn sao đâu. Không cho mình. Cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán là được. Không có ai bị xăm trái tim ngay trán hết trơn, trời. Ví dụ nhỏ nhỏ là lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Đáp ứng được cái chung thủy, không xăm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Mời bạn gái. Mời nhà trai. Mời em trai. Bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 35 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty giao thông vận tải tại Hồ Chí Minh ạ. Đang rung hả? Dạ. Này ôm một cái cho hết rung nha. Diễm qua Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là quê cùng với Linh đó nha. Dạ. Mời em trai. Lần đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay, là chào trân trọng nhất. Mình là Nguyễn Văn Diện, năm nay 44 tuổi, quê thì ở trở lại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Diện làm gì Diện? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là sản xuất thuốc? Dạ, em có một cái cửa hàng của riêng em. À, cửa hàng bán thuốc luôn. Dạ, hả? Em tự mở, em quản lý cũng cá nhân em luôn. Là chủ cửa hàng đó luôn. Dạ. Bạn Diễm là ở đâu, huyện nào Diễm? Dạ, em ở Gò Công Tây ạ. À, cách xa khoảng mấy chục cây số thôi. Dạ. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi. Bạn gái nói trước đi. Ưu điểm của em thì là thân thiện, hòa đồng, với lại thiên về tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi. Còn nhà trai? Ưu điểm của em là nhậu thì cũng ít. Rồi thứ hai nữa là không hút thuốc. Nhược điểm của em thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mày làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó phải khoảng một thời gian rồi. Cho nó đỡ chứ đâu. Nóng quá đừng có làm bậy nha. Dạ. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không chưa chị. Đập luôn sao đâu. Ngày thứ hai nữa là nhược điểm là hơi luộn thuộn. Đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm. À. Tại ở con mình. Ở đường tình duyên của Diện là sao? À dạ, em có hai mối tình. Còn trẻ là 23 tuổi. Thì cũng có quen một cô kia. Rồi trong cái mùa ông thi rồi quen xong rồi tới làm hồ sơ đi thi các trường á, thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc luôn, chia tay luôn. Dạ. Người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là sao luôn rồi không liên lạc được nữa. À còn dài đây gần đây thì có một mối, nhưng mà nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện rồi thử. À người thứ ba xuất hiện ha, không biết nhà gái sao. À chị có một mối tình hả, là cũng lâu rồi, từ năm 2011 đến hôm nay, và sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu. À người ta là không có kinh nghiệm luôn đó. Vậy ở bên đây hai mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á. Mẫu hình lý tưởng của mình đi. Trước tiên không hút thuốc. Rồi bên đó là không hút, không thuốc hút. Biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng á. Bên đây chắc không gia trưởng, ở đây cũng hiền lắm. Dạ. Yeah. Nãy giờ cũng rung y chang bên đó vậy đó. Bây giờ mình muốn cái người bạn trai mình cao nhiêu? Cao hơn em một chút được không? Cao là có cao á, nhưng mà mập hay ốm? Thích mập hay ốm? Dạ anh. Dạ. Cao lắm. Em gái thích mập hay ốm? Ừ, dạ mập một xíu đi anh. Ốm rồi mới cần đi ra người ta nói là khó nuôi. Có luôn. Mập có mập. Dễ thương lắm. Búp mít. Làm như chương trình tuyển hay sao? Tuyển mà tao đọc hồ sơ người ta mới tuyển giống như vậy, nay hỏi lợi thôi. Dạ. Hiểu không? Rồi còn em trai. Người yêu của em thì biết nấu ăn thôi. Rồi thứ hai nữa hiền. Rồi biết lễ phép gia đình. Rồi thứ hai chung thủy. Dạ ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn trời anh. Dạ.
Cái điều gì anh không thích nè? Không thích mình. Cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán là được. Không có ai bị xăm trái tim ngay trán hết trơn, trời. Ví dụ nhỏ nhỏ là lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Hay xăm cổ tay. Con gái giờ hay xăm cổ tay dễ thương lắm. Xăm gì đó được có thể chăm chỉ được. Được đúng không? Nhỏ nhỏ dễ thương mà. Thẩm mỹ đẹp mà. Liễu bự quá thì thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật, biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha. Mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác. Đúng rồi, hình xăm cũng không phải nói lên tính cách con người. Có nhiều người xăm nhưng người ta rất là hiền. Qua tôi coi coi có xăm mình đúng không? Không, sao coi. Chào em gái Tiền Giang. Dạ. Có xăm mình không? Dạ không. Có không? Dạ không có à. Chắc không? Chắc ạ. Nãy giờ yêu cầu nhà trai đưa ra đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng được cái chung thủy, không xăm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Nếu mà có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được à. Ngon. Năm nay luôn á, chứ bên đây cũng lớn rồi. Năm nay? Được năm đó. Nay là được, giờ mới đầu năm à. Tôi thấy nhà trai tôi chịu cái ý kiến bên nhà gái rồi đó. Trong năm nay được không? Dạ được chị. Quá được đúng không? Dạ. Bên đây cũng ngon nha. Chào Phúc. Được. Đó. Bây giờ là anh đi với ai? Dạ đi với 16 ạ. Có một cậu mà. 16 à, kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cái trao đổi ngắn trên chương trình thì cậu mợ nhận thấy là cháu gái có một gương mặt rất là dễ nhìn, hiền và có công việc ổn định, công tác cũng tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện cho nhà trai, cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần. Thì cậu mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin dạ. À, cảm ơn mọi sao. Cảm ơn ạ. Sớm nhất nha. Nhà gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, sống tình cảm, là người phụ nữ của gia đình. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang hết, nó dễ tìm hiểu ha. Dạ. Dễ nói chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi gì? Bước qua liền. Chào em. Dạm ngõ luôn. Lần đầu tiên em có món quà xin tặng em không? Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng cảm ơn anh rất là. Cảm ơn em. Anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương. Dạ. Em mà hồi nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy? Dạ em làm ở quận Tân Bình á anh. À thì cũng gần, anh ở Bình Dương. Dạ. Cái quan điểm hôn nhân của em thì sao? Dạ. Vô liền. Quan điểm của em là chung thủy, san sẻ và cảm thông. Anh thì có điều đó, anh đã đặt cái điều đó mà. Chung thủy nãy anh đang hàng đầu. Dạ. Hai bạn ơi. Cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Ừ. Tính anh này cũng hiền lắm. Dạ. Thì hiện tại thì vô liền. Anh kinh doanh làm ăn bình thường thôi. Rồi cái gì anh thấy thì cũng sao. Còn cái toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp, anh ở gần khu công nghiệp thì cũng nhiều lắm, dễ xin lắm. Dạ. Có điều kiện thì mình về chung cũng tiện ha. Rồi em vô cho ngoài trời. Vô liền, vô. Tấn công liền thấy không? Thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội. Ừ, anh cũng vậy. Dạ thì tôi. Chị bấm nút luôn hả? Ủa vậy là xong rồi hả? Ừ xong rồi đó hả? Được dạ, vậy? Quá được chị, quá được. Bấm nút đi, quá được, đúng, bấm, quá được đi bấm nút đi. Bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không? Cho nắm tay em. Ừ. Nắm tay anh rồi anh gửi một anh một ca khúc như là tình ngàn có nhau. Ok. Anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không tìm người yêu nhan sắc mị miều, người yêu đài cát cắm hoa lụa là vàng son. Anh không tìm người yêu thái đắng đội đen. Anh không tìm người yêu say đắm sao hoa. Anh không tìm người yêu ngọc ngà cao quý vàng son em ơi. Hay quá. Được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình. Chứ nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó. Lấy vợ đi làm chủ tiệm thuốc. Chúng ta chờ trong giây lát. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm nút. Đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Nắm vậy nè, sang tan tay vô. Nó xì tin dâu chút xíu đó. Được không? Chắc được không? Bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha. Không e ngại gì nữa nha. Được chưa Diễm? Anh nghĩ rằng đúng với người em đúng. Đã mong muốn đó. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Xin mời nhà gái.
Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào tất cả mọi người, chào cô Ngọc Lan và bạn gái. Chào con. Dạ, hiện tại con tên là Minh Hiếu, hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch Đồng Nai. Năm nay con 26 tuổi. 26 con làm gì Hiếu? Dạ, con làm về chăm sóc sức khỏe, mà mảng về châm cứu bấm huyệt và sau bóp. Châm cứu đó hả? Dạ. Con là kỹ thuật viên châm cứu đó hả? Dạ, đúng rồi. Giỏi ta. Rồi, mời nhà mời gái. Nhà gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh ạ. Và xin chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lương Thị Hồng Thủy, hiện tại là nhân viên thu ngân cho Honda và hiện tại đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương ạ. Năm nay Thủy bao nhiêu tuổi? Dạ, em 27. À, Thủy 27 tuổi. Thủy lớn hơn bên đây 1 tuổi. Không sao cả. Chúng ta hãy chuyển qua cái phần ưu điểm và khuyết điểm đi. Thủy, ưu điểm của em là gì? Ưu điểm thì em có khả năng tự lập cao, với lại là biết lắng nghe mọi người chia sẻ, với lại là thích nấu ăn chị. À vậy hả, mình có khuyết điểm gì không? Tính em hơi nóng, tại vì em là gốc là người miền Trung nên là hơi khó tính một xíu, có vẻ như là cái kiểu như là cầu toàn, với lại là em nếu mà có cái tập mà hơi thù dai một xíu. Ví dụ như cái nỗi hận thù đó nó kéo dài lâu nhất là trong bao nhiêu năm? Có cái nào mà nó kéo dài chục năm không? Không tới như vậy đâu chị, tại vì là em chỉ nhớ là lúc nhỏ mẹ có đánh em một lần và nói chung là em vẫn không thích cái đó tới bây giờ luôn. Trời ơi, đừng đánh tay nha, đánh tay là ta nhớ hoài cả đời luôn đó. Đây không có đánh đâu, ta châm cứu thôi. Giận giận lên là chích. À, châm cứu thôi, không có đánh đâu. Đây người ta là kỹ thuật viên châm cứu mà. Rồi Hiếu, mình nói về điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe đi. Dạ thưa chú, là con biết quan tâm, biết chia sẻ, với lại con tự lập từ nhỏ nên con cũng biết nấu ăn hay là làm việc nhà. Chăm cứu là phải kiên nhẫn lắm á. Dạ. Ha, tỉ mỉ luôn á, rất là cẩn thận luôn. Tính tình mình là nó đi theo cái ngành nghề của mình luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi Hiếu, đường tình duyên sao? Dạ đường tình duyên con thì con quen được 2 mối tình. Dạ, dài nhất là mấy năm? Dạ 3 năm ạ. Rồi thấp ít nhất là? Dạ ít nhất cũng 3 năm ạ. Dài nhất cũng 3 năm, ít nhất cũng 3 năm. Dạ. Tức là 6 năm yêu đương rồi. Dạ. Lý do sao mình chia tay 2 mối tình đó? Dạ tại là vì sau khi con ra trường con thấy không phù hợp với nữa nên con chủ động chia tay với bạn gái. À mình chủ động chia tay luôn. Dạ. Hả? Rồi bản lĩnh ta. Rồi sao mà mình không thấy phù hợp, trong khi ta còn yêu mình mà. Dạ tại vì bạn gái còn đi học á. À còn nên đi muốn học. Cho bạn gái có thời gian học hành. Vậy sao không chờ? Sợ người ta chờ mất thanh xuân của người ta. Trời ơi, tội nghiệp không? Chờ mất thanh xuân. Bây giờ là mình đủ để mình có thể lấy vợ chưa? Dạ. Đủ tất cả mọi, chuẩn bị tất cả mọi thứ chưa? Dạ. Dạ mình ở Bình Dương hả? Dạ con ở Nhân Đồng Nai. Dạ. Ở với ai? Dạ con ở một mình ạ. Một mình hả? Dạ. Rồi quê mình đâu Hiếu? Dạ quê con ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là huyện nào? Dạ huyện Thạnh Trị ạ. Thạnh Trị hả? Dạ. Rồi mình ở đây ở nhà thuê. Dạ ở nhà thuê ạ. À ở Đồng Nai. Dạ. Đó, lý lịch nhà trai vậy đó. 6 năm tình trường. Rồi, mình nghe nhà gái tình trường mình như thế nào nè. Dạ tình trường của em thì cũng trải qua 2 mối tình, nhưng mà mối tình kéo dài nhất là từ cái thời sinh viên kéo dài cho lúc mà khi em ra đi làm luôn. Mối tình đó là nói chung nó cũng trải qua nhiều thăng trầm, tại vì lúc mới ở Sài Gòn cũng đi học rồi biết yêu rồi này kia các kiểu cũng mộng mơ á chị. Nhưng mà sau đó là cũng nhận ra là mình thương người ta, nhưng mà người ta cũng nhận được cái cảm nhận cảm xúc của họ như vậy, nhưng mà sau đó mới biết là họ đã có gia đình rồi. Dạ. Thì nói chung là sau đó em mới không chấp nhận, sau đó em mới kết thúc mối tình đó. Mối tình kế tiếp của em thì anh đó cũng trưởng thành, chín chắn, nhưng mà điều cái là hơi gia trưởng một xíu, chứ lại là rất là vô tâm. Cô này yêu ai là yêu rất là thật lòng nè. Mà yêu ai là cũng muốn đi đến một cái kết thúc rất là đẹp chứ không phải quen chơi cho vui. Chị xin chia sẻ với em, hai cái cuộc tình của em nó không có vui chút xíu nào hết trơn trời. Nhưng mà ít ra thì nó cũng cho em được những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Dù gì thì trong nỗi buồn nó cũng có vô vàn cái niềm vui mà hai mối tình đó mang tới cho em rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình đã sẵn sàng với một cái người kế tiếp chưa? Thì khoảng thời gian đó thì em cũng nghĩ là mình cũng đã lớn rồi, mình cho người ta một cơ hội để mình trải nghiệm và mình cũng xứng đáng được có hạnh phúc của riêng mình. Rồi vậy thì mong muốn của em cái người bạn trai sắp tới là như thế nào? Người bạn trai có khả năng về tự lập về kinh tế để có một cuộc hôn nhân nó lâu dài chị. Cái thứ hai là anh phải biết kính trên nhường dưới và cái kiểu như chung thủy, không rượu chè hút thuốc này kia. Sao nữa, có muốn cái gì, cái gì mà em không thích không? Có cái điểm gì ở đàn ông mà em không thích không? Em không thích đàn ông nhậu nhẹt lắm. Dĩ nhiên cái câu chuyện chung thủy và thật thà là phải có rồi đúng không? Dạ.
cô gái bên này sao tôi có một cái cảm nhận rất là đặc biệt nha. Chào chị. Chào con. Ê, chào con. Dạ. Yeah. Kêu tôi bằng cô là tôi ghim rồi đó nha. Đùa thôi. Yeah. Bên kia là một cô gái rất là chân tình, sâu yeah. sắc. Trải qua hai cái mối tình nó cũng rất là buồn rồi. Nãy giờ là nghe cái điều kiện bên kia thì con thấy là con có đáp ứng được không? Dạ con có đáp ứng được nhưng mà không biết có hoàn hảo với cô ấy hay không. Con có rượu chè không? Dạ nói chung là rượu chè thì có ít nhưng đối với khi giao tiếp, còn ngoài ra thì không có. Đô mấy lon? Dạ tầm một hai lon rồi. Được. Nhìn thấy hiền thật lành lắm. Không có hút thuốc thôi con hả? Dạ đúng rồi. Rồi vậy khỏe rồi hả? À. Cái mong muốn của con có một người phụ nữ như thế nào là dạ. nói cô Lan nghe coi. Dạ mong muốn con là một người phụ nữ bình thường thôi, không có nhu cầu cao lắm. Ừ đúng rồi chứ con không ai mong muốn người phụ nữ bất thường. Thích cao cỡ nhiêu? Dạ tầm 1m50 lên là được ạ. Dương xăng. Dạ tóc dài tóc ngắn. Dạ dài hay ngắn cũng được ạ. Bên kia dài đẹp dạ. lắm. Thử gì nữa không? Có thích cái hình mẫu nào không? Hình mẫu là dân xe đồ này nọ. Cỡ cùng một lon là được ạ. Trời ơi. Bên kia là dương xăng nha. Dạ dạ. Thử con coi dương xăng nha. Dễ thương lắm. Ừ. Cô gái đó bây giờ thấy Ngọc Lan. Cái cảm giác dạ, rất là chân. À xin chào. Có đây bản lĩnh đó ha. Con này phải nói là giao tiếp cũng rất là tốt luôn á. Ha. Dạ tại vì là trước là em có đi làm busy cho những thương hiệu nên là khả năng giao tiếp và tự tin của em là có một chút xíu ạ. Đúng. À, những cái người mà đi làm busy họ rất là tự tin và giao tiếp rất là tốt bởi vì họ va chạm rất là nhiều đối tượng luôn. Dạ, là phải hả? Rất là bản lĩnh luôn mới làm dạ. cái công việc đó. Đó. Bây giờ mình nghe bên kia yêu cầu vậy mình thấy mình đáp ứng được không? Hồi nãy giờ em chưa bạn yêu cầu cái gì tại vì những cái mà bạn nói thì nói chung với em thì nó rất là dễ. Bên đó yêu cầu người phụ nữ bình thường dễ. Thôi hả? Em có bình thường không? Dạ em bất thường. Trời, cái này hơn bình thường luôn á. Đây ở đây là nãy giờ nói là cô này phải nói là rất là bản lĩnh luôn á. Thật ra hai bạn này đơn giản lắm, chỉ cần cái người mà có thể chia sẻ được thôi. Đúng rồi, bạn bên kia thật ra rất là hiền, hiền khô. Bên này cũng vậy. Ừ. Bên này hiền nhưng mà bản lĩnh hơn bên kia. Đúng rồi. Hả? Thôi, thôi bây giờ mình không đi thì... với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với cháu em ạ. À. Cháu ha. Hỏi thử cháu coi hai người hợp với nhau không nha. Thử cháu ơi. Cháu ơi. Cháu ơi, cháu cầm video đi. Bây giờ mình thấy nhìn cô mình với bên đây thấy có hợp nhau không? Dạ, con là con thấy cũng hợp với cô của con ạ. Thấy nếu mà thì hai người cũng cho nhau cơ hội tại vì cô của con cũng độc thân hơi lâu rồi. Nhà muốn lấy chồng rồi đúng không? Dạ. Sao con nói giống như là con muốn gả đi cho rồi vậy con? Thấy con quải quá vậy. Con thấy chú bên đây dễ thương không? Hiền không? Dạ, chú bên đây hiền, dễ thương. Hiền ha. Con có thấy là hợp được chút xíu nào không con? Dạ. Hợp ạ. Ừ, hợp. Giờ nó thấy muốn lấy cô đi lấy chồng nó gì nó cũng hợp. À, cái gì nó cũng hợp hết trơn trời á. Nó quải lắm rồi. Cảm ơn con. Đi với ai con trai? Dạ thưa cô là đi một mình ạ. À. Rồi có chú Quyền Linh. À, dạ. À. Bây rồi giờ là mở màn ha. Hai người sẽ nói chuyện với nhau coi hợp nhau không nha. À, dạ. Rồi mở rào. Anh chàng lên hiếu. Dạ. Bắt đầu đi. Chào em. Anh có món quà gửi tặng chưa? Dạ em có món quà nhỏ tặng anh ạ. À. Cảm ơn em. Hai bạn nói cảm nhận về nhau dạ. đi. Cho anh hỏi là khi gặp mà anh em có ấn tượng gì không ạ? Cảm xúc đầu tiên của dạ, em á, khi nhìn thấy anh thì anh cao ráo, đẹp trai, nói chung là chững chạc. Cảm ơn em. Dạ. Còn anh có ấn tượng gì về em khi qua những gì mà em tâm sự? Dạ thấy anh thấy em dễ thương, xinh xắn, với lại có bản lĩnh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi bây giờ mình ở đâu mình hẹn hò sao đó mình đưa ra thử xem tuần gặp mấy lần ở đâu đó. Dạ như hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh và anh đang ở Đồng Nai thì dạ. như vậy thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần? Nếu mà sắp xếp được thì em cứ báo trước anh sẽ sẵn sàng chạy qua đó. Bất cứ lúc nào hay là như thế nào? Không, ví dụ như gì? Những lúc mà em cần, ví dụ như là do áp lực là phần công việc với lại là cuộc sống thì nhiều khi nó cũng con gái thì nó cũng có cái kiểu như là hay hờn hay giỏi rồi đó thì anh có thể đến những lúc đó được hay không? À anh đến được nhưng mà sau 6 giờ. Sau 6 giờ. Như hôm nay anh ghé chương trình thì thí dụ như anh khi nào thì có thể tiến tới hôn nhân được, anh cảm nhận được? Dạ. À, thì nếu mà em muốn sớm á, thì tùy theo tình duyên của chúng ta nữa. Nếu mà được á, có cơ hội tôi phát triển tốt thì sẽ nhanh hơn nhiều. À, nhưng mà ý em là phải anh cho em thí dụ như một con số, thí dụ như năm nay anh 26 tuổi đúng không? Dạ. Thí dụ như anh dự định là bao nhiêu năm anh lập gia đình. Còn vấn đề mà tình duyên thì nó đến hay nó không á, thì cái đó là do mình tiếp nhận và mình dự định trong tương lai mình sẽ làm gì.
Nếu đẹp nhất là khoảng 2 năm. À đẹp nhất. Rồi, bây giờ mình hỏi gì bây giờ, thí dụ như là tương lai mình về nhà đó, mình phát triển kinh tế bằng cái công việc gì, mình ở đâu? Hai đứa thứ ba với nhau đi. Thì anh muốn phát triển bản thân với sự nghiệp của mình ở trên đây, khi nào mà có đủ tiềm lực kinh tế đủ mạnh rồi á thì anh sẽ trở về quê của anh. À, ý là dự định của anh là vẫn về Sóc Trăng. Dạ đúng rồi. À, vẫn làm nghiệp ở đó hả anh? Dạ. Dạ. Sóc Trăng thì có ổn định không? Nhà với ai, giới thiệu cho bạn gái biết đi. À, chị dạ. Mình làm gì? Thì ở nhà có mẹ và hai em. À, về Sóc Trăng em sẽ phát triển được cái gì? Tại vì nếu mà muốn về Sóc Trăng thì cũng lâu lắm, tại em vẫn muốn ở đây hơn. chưa hiểu lắm ạ. Dạ, tại vì em muốn phát triển sự nghiệp ở đây, khi nào mà cảm thấy mình chín chắn hơn nữa, mình thành công rồi mình sẽ trở về quê. Nhưng mà trở về quê là em có dự định em làm cái gì không? Dạ có chứ. Làm gì đâu, em nói luôn đi cho thì, bạn gái nghe. Thì dự định trở về quê, một là kinh doanh, hai là em vẫn làm công việc của em hiện tại, nhưng mà làm thêm là kinh doanh này chứ. À, tức là cái mong muốn của em là vẫn là một cái cơ sở kinh doanh riêng cho mình ở Sóc Trăng. Dạ, để gần gia đình đúng không? Dạ. Đó. Rồi đó, tương lai của bạn đó là vậy đó. Tương lai của em sao, nói cho bạn trai biết đi, mong muốn sao? Dạ thì tương lai của em dự định thì em sẽ làm thêm, tại vì hiện tại em làm thu ngân bên Honda thì nó, chứ mà công việc nó cũng ổn định, thì em dự tính là làm thêm 1-2 năm nữa thì em cũng sẽ ra kinh doanh. Nhưng mà em, quê của em thì ở Bình Định, nhưng mà về đó thì cái sự nghiệp phát triển nó sẽ không có tốt bằng như trong này, thì em sẽ dự định hướng là sẽ ở trong Nam này phát triển hơn luôn anh. Ừ. Dạ. Người ta nói con gái lấy chồng phải theo chồng đó, nó khổ vậy đó. Mà giờ cái dự tính của bạn này là ổn định, có một số vốn rồi là về Sóc Trăng. Thì em thấy nếu như mà em cùng với bạn ấy đi về Sóc Trăng thì cái công việc của em nó như thế nào? Em có thể phát triển công việc ở dưới đó được hay không? Hay là hai bạn có thể kết hợp được với nhau hay không? Tại vì cái đó còn tùy duyên, còn về vấn đề mà lập nghiệp á thì em nghĩ là với khả năng của em thì bất cứ chỗ nào có thể không làm được. Hay quá. Đấy, cô gái bạn lĩnh chưa? Đúng. Dạ. Thật ra cái này bạn trai nói là bạn trai cần lập nghiệp ở đây. Khi nào mà có tiền có vốn hay là nhiều đó, thậm chí lúc đó chưa chắc đã về Sóc Trăng nữa. Dạ, hướng là nó xa lắm rồi. Định vậy thôi. Hả? Bây giờ đang làm ở Sài Gòn, bây giờ là thật ra cái nghề của Hiếu á rất là tốt hiện nay. À, chăm cứu mà bấm huyệt này kia, một trong những nghề mà gọi là đang rất là cần về cổ truyền đó ha. Dạ đúng rồi. Hả? Rất là tốt, và thậm chí mở một cái cơ sở đâu cũng không có khó. Mà hiện nay cái nghề này nếu mà làm tốt á, mình bốc thuốc này kia ha. Dạ. Mà ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được hết trơn. Thật ra chị thấy hai bạn rất là hay, một cái là công việc của hai bạn là ở đâu cũng có thể phát triển đúng được rồi. Hết. Cái quan trọng là chúng ta tìm hiểu nhau đủ để có thể cùng chung cái chí hướng và cùng đi với nhau hay không thôi. Đó, thì đối với bản thân chị Lan thì chị Lan thấy hai bạn là nên cho nhau cơ hội. Thì cho em hỏi một xíu, ý là như vấn đề về anh là con cả trong nhà hay sao? Dạ, anh? Rồi. Anh con dạ. Là sau hai đứa em anh là con gái hả? Mà một trai một gái. Vậy về vấn đề làm dâu thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Không, nếu như mà em thích thì cũng không làm dâu cũng được. Tại vì mình ở nhà mình đã có đất cất nhà riêng rồi. Đất nhà riêng luôn. Bạn này là có nhà riêng rồi. Ở Mỹ Tú hả? Dạ, ở Thành Trị. Thành Trị hả? Dạ. Thành Trị là gần Bạc Liêu á, gần công tử Bạc Liêu, gần khu du lịch á, nổi tiếng ở Bạc Liêu á. Hả? Rồi Sóc Trăng thì cũng rất phát triển, thật ra là cách Cần Thơ khoảng 5-60 cây số thôi. Khi mà đường cao tốc mở thì Sóc Trăng cũng là nơi rất là phát triển luôn. Ha? Đó, đó là một cái gọi là tương lai thôi. Bây giờ hai bạn còn rất là trẻ. Dạ, hai bạn biết đâu hai bạn phát triển tương lai ở đây hay là Đồng Nai gì đó, biết đâu được thì sao? Một năm là hai bạn thay đổi rất là nhiều. Thay đổi nhiều lắm. Nhiều lắm. Cứ năm, hai năm là thay đổi nhiều lắm. Ừ. Quan là chúng ta có hợp với nhau, chúng ta có thương nhau cùng chí hướng thôi. Rồi bây giờ mình bỏ qua xuống đi. Mình tiến tới bạn gái, mình giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu đi. Là một ý là mình tỏ tình với em. Ừ. Nếu mà hò gì đó, hai đứa nắm tay nhau nào. Cho anh cơ hội á thì anh sẽ cố gắng tận dụng những cơ hội đó. Cho anh xin được phép không nắm tay, chứ không nắm tay. Rồi đứng nắm giữ luôn. Dạ. Rồi hơi rung lâu lâu nắm tay, phụ nữ hơi rung. Rồi đứng gần lại thì giờ tập nắm cho quen đó. Dạ. Rồi mình nói mình có muốn hát cái điều bài gì đó để thể nhìn nỗi lòng. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Em ơi, anh gửi tặng em một bài khúc hát nha. Dạ. Dạ. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho ước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Dẫn nắm tay, đừng có buông tay ra. Đó, bạn gái hát đó, đối đáp nào? Dạ thì nói chung là em cũng không có giỏi năng khiếu đó lắm, thì em cũng xin hát một đoạn của ca khúc của Đoạn Đường Vắng của chị Nhật Tinh Anh thôi. Đoạn đường vắng đi một mình, đã bên em cho em nụ cười, anh chóng quên cơn mưa chịu rơi, ta ước mưa nhưng lại thấy vui. Giờ đường ấy qua mỗi ngày, em bước nhanh trên nỗi đau dài. Ngoài anh ra chẳng có một ai, đánh thức trái tim em ngủ say.
Rồi, hai người nắm tay vẫn nắm tay. Dạ. Em nhìn thẳng vào mắt em gái, nói đi, nói cái gì mình suy nghĩ về người ấy, mình thấy người ấy thế nào? Em thấy anh có đủ khả năng để tiến tới cuộc tình của mình không ạ? Đủ đáp ứng so với yêu cầu của em không? Thì em vẫn cho anh cơ hội, nhưng mà còn đáp ứng hay không là cả một quá trình dài để anh thực hiện nó. Ok, anh sẽ cố gắng. Hay lắm. Rồi, về vị trí, chúng ta đưa ra quyết định thôi các bạn. Mình cứ làm theo sự mách bảo con tim. Hãy để tay vào nút bấm bên tay trái kìa em. Đó. Hãy tỏ rõ quan điểm của mình bằng nút bấm đó. Quyết định hay không là quyền của các bạn. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là một nửa mình cần tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì cho nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, giống như cặp đôi đầu tiên, chúng ta đừng nhấn nút, để nút bấm đó cho người khác. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Sao vậy cưng? Tại vì là nếu mà ảnh lập nghiệp ở Sóc Trăng á, thì anh, ý định của ảnh là vẫn về quê. Nhưng mà ý định của em là vẫn ở trong Nam. Thì em nghĩ là nó sẽ có một cái gì đó nó trái ngược quan điểm ở chỗ này. Nhưng mà tương lai xa lắm mà. Đúng rồi. Hồi nãy anh có nói là tương lai xa lắm. Đúng không? Hồi nãy chị Lan cũng có nói là sau một năm thì các bạn sẽ thay đổi rất là nhiều. Từ quan điểm sống cho đến cái định hướng của tương lai, các bạn sẽ phải thay đổi rất là nhiều luôn. Chắc chắn luôn, xã hội thay đổi mà. Ngoài cái đó còn gì nữa không? Dạ cái đó thôi. Nếu mà cái ý định của ảnh mà vẫn lập nghiệp ở trong Nam á, thì em nghĩ là sẽ phát triển hơn. Với lại là cơ hội của ảnh nó sẽ tốt hơn thay vì là về Sóc Trăng. Tại vì là khi mà mình ổn định kinh tế trong này á, thì mình có thể dẫn ba mẹ vào. Thì em nghĩ là cái đó. Ra chị thấy như thế này nè bé, em đã lỡ không bấm nút rồi mà chương trình của mình thì không quay lại. Dạ. Cho nên là thôi, nó chỉ có một cái khúc mắc ở đó, thì hai bạn cứ cho nhau một cái cơ hội ở dưới cái sân khấu này. Nếu như chàng trai thực sự thích cô gái và muốn đeo đuổi cô gái thì hai bạn cứ nói chuyện với nhau, cứ trao đổi với nhau, coi coi là một năm sau cái định hướng của hai bạn nó có thay đổi hay không. Chị nghĩ là sẽ thay đổi đó. Hai bạn cứ giữ một cái mối quan hệ là một người bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi cái công việc ở trong cái cuộc sống mình. Hay nhiều khi cái công việc của hai bạn nó cũng có hỗ trợ nhau được đó. Nhiều khi đau nhất chỗ nào đó kêu ảnh qua anh chăm cho mấy cái. Vừa chăm mà vừa cứu. Vừa chăm rồi vừa cứu luôn. Có người chăm mà cứu không được á. Còn này chăm cứu được luôn á. Đó thôi chứ thật ra làm đâu cũng vậy, quan trọng là nghề của mình có vững hay không. Bây giờ anh còn đi ngược về Sóc Trăng, anh đang đầu tư với đó. Bây giờ hiện nay đang làm với Sóc Trăng á. Đầu tư là đầu tư bất động sản. Không. Anh đầu tư phải là bất động sản. Đầu tư một khu văn hóa tín ngưỡng tâm linh ở Sóc Trăng á, ở ngay chỗ chùa Dơi, chùa này kia đó. Dạ, rất là nổi tiếng luôn á. Hả? Cái quan điểm sống ở đâu vậy chứ? Thay đổi nhiều lắm bé. Đó là lý do vì sao mà rất là nhiều cặp chia tay, người ta đưa ra lý do rằng là người ta không cùng quan điểm sống, mà trong cái đó ngày xưa người ta lại đến với nhau vì người ta cùng quan điểm. Cái quan điểm nó thay đổi mỗi ngày. Ở đâu thì nếu mình cố gắng mình cũng có tiền thôi. Do cô này là kiểu giống như bị tổn thương hai lần rồi cho nên cũng cần cái sự an toàn. Này, con này bản lĩnh lắm đó. Thật ra Hiếu cố gắng nha chứ nếu có cô này hỗ trợ về mặt tinh thần, về mặt ngoại giao thì Hiếu rất là tốt luôn á. Xuống dưới cua tới tấp cho chị là sẽ được thôi.